xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị người ta hay có câu cứu vật vật trả ơn năm năm về trước bà nguyễn thị sang ở cần thơ đã cưu mang chú chó có ba chân bị chủ cũ bỏ rơi bà đã dùng tất cả tình yêu thương của mình đối đãi với chú chó không khác gì một người bạn thân thiết và không ngờ năm năm sau chính chú chó này đã cứu bà khỏi bàn tay của tử thần những điều thú vị về chú chó ba chân cứu giúp chủ sẽ được giải đáp trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Câu chuyện cứu vật, vật trả ơn vô cùng cảm động. Nhân vật chính trong chuyện tử tế trên là bà Nguyễn Thị Sang, 50 tuổi, ngụ ấp Quy Lân 6, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Một người phụ nữ đã cưu mang chú chó chỉ có ba chân và nhận được cái kết rất ấm lòng. Với ai đó, một chú chó chỉ có ba chân có thể là một con vật dị dạng. Có thể có người còn sợ hãi đem vứt đi, nhưng với một người phụ nữ làm nghề thợ may ở huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, Lu, tên chú chó, lại là ân nhân cứu mạng. Bà sang kể, khoảng 5 năm, năm trước, vào một hôm trời mưa, khi thấy một chú chó con nằm trong bụi cỏ, kêu rên mấy tiếng ư ử, rất yếu ớt, bà liền vội mang chó con vào nhà lau khô, đắp chăn sưởi ấm, rồi đút sữa cho chú chó tội nghiệp. Khi đó, nó nhỏ bằng hai bàn tay thôi, toàn thân ướt sũng, cả người nó run cầm cập. Nhìn xung quanh không thấy ai thì tôi bèn đem nó vào nhà nuôi nấng từ đó đến nay. Sau này mới biết là nó bị người ta bỏ rơi. Do lúc sanh ra chỉ có ba chân, chủ nhà sợ xui rủi nên vứt bỏ nó, bà sang bộc bạch. Lu là một chú chó bẩm sinh chỉ có ba chân, chân trước bên trái của nó bị khuyết từ trong bụng mẹ, từ cổ ra chỉ có một cục xương nhỏ xíu, không có vết tích gì của chân. Có lẽ vì khuyết tật đó mà nó bị bỏ rơi. Bà chủ kể, hồi lu nhỏ xíu xiu, chừng 2 tháng rưỡi, có người xin lưu về nuôi, rồi thay thế, đem vứt nó ở vệ cỏ ngoài lộ. Bà đã nuôi lu được đến giờ là 5 năm, năm. Hồi đem nó về không biết đi luôn, nhỏ xíu xiu, tội nghiệp lắm. Tôi kiên trì nâng người nó lên, tập cho nó cái chân trước còn lại khỏe cứng cáp, rồi dạy nó cách đi. Mấy tháng sau, thì nó chạy tung tăng được luôn rồi, chủ nhân của Lu kể. Từ ngày cư mang chú chó tội nghiệp, cuộc sống của bà Sang có nhiều thay đổi. Do chồng đi làm xa, con cái thì cả đi, bà lùi thủi ở nhà chăm cha chồng, hơn 100 tuổi. Có chú chó nhỏ bầu bạn giúp ngôi nhà của bà Sang bớt quạnh vắng, bà đặt tên cho nó là Lu. Nuôi con Lu như chăm con mọn vậy, lúc nó chưa mọc răng thì phải cho nó bú sữa, đến khi lớn hơn một chút thì tập đi vì nó chỉ có ba chân. Tôi đặt tay đỡ chân trước để nó nhảy lò co theo, mất hơn hai tháng nó mới đi đứng được, bà Sang kể. Lu càng lớn càng thông minh và quấn quýt bà Sang, bất kể bà ngồi may quần áo, đi làm đồng, hái rau muống, đều có Lu bên cạnh. Có lần bà chủ đi viện sáu ngày cứ ra ngóng vào trông. ông chủ ở nhà chiên thịt, đem cơm mời nó, mà nó nhất định không ăn, cứ nằm bẹp ở ngoài sân. Đến ngày thứ bảy, bà chủ xuất viện về nhà, Lu vội vàng chạy ra đón. Bà kể, lúc đó chắc là con Lu nó đói muốn xỉu rồi, đi đứng loạn chọn luôn, nhưng vẫy đuôi xíu xít mừng chủ. Bà chủ thấy thế thì vội vàng cho ăn cơm, chỉ chan ít nước mắm mà nó ăn sạch bách. Ăn xong thì nó nằm ra sát bên bà chủ luôn. Bà chủ bị bệnh tim, thi thoảng hay bị xỉu nên lâu lâu không thấy bà lên tiếng. Nó lại chạy gần để cắn áo, cắn nón, sang quần để gọi cho đến khi bà thưa mới thôi. Cảm động nhất, bà kể là có lần lưu cứu mạng bà. Hôm ấy trời nắng to, giữa trưa bà xuống ao cạnh nhà để cắt rau muống. Ai ngờ lại bị ngất xỉu. Con lưu đứng trên bờ sủa, quính lên, chạy luôn chạy xuống, sủa ẩm ý. Buổi trưa, xung quanh hàng xóm đi làm hết, không có người, nên Lu sủa càng hăng. Mãi sau cậu ông bán muối đi qua, thấy tiếng chó sủa dự quá thì mới dừng lại ngó, thấy bà chủ của Lu nằm ngất ở bờ ao, vội vàng ẵm lên. Bà lúc này, mơ màng nghe tiếng, theo thào nói, chú kệ tôi, cho tôi lên nhà, lát tôi tỉnh dậy bây giờ. Nhưng ông bán muối không thể đi vì bị Lu giữ chân cho đến khi bà chủ của nó hoàn toàn tỉnh táo, tự ngồi dậy được, thì nó mới thôi sủa. Ông bán muối cứ tấm tắc khen, Lu là con chó khôn hiếm có. Cũng vì chuyện này mà Lu tương đối nổi tiếng ở địa phương. Có ông kia nói bán cho 3 triệu về để ông làm cảnh. Tôi nói nếu tôi bị gì, không thể nuôi nổi, tôi sẽ cho ông. Chứ bán bao nhiêu tiền thì tôi cũng không bán. Tôi cần tiền, tôi nghèo thiệt nhưng tôi không bán nó. Chừng nào nó chết thì tôi đem chôn chứ không cho mà cũng không bán nó cho ai, bà chủ kể. Bà kể thêm, bệnh tim của bà là di chứng từ những năm bị u vú. Sáu năm trời mang khối sưng to trước ngực, trổ ra tận đằng lưng. Bà chết thì không chết được, nhưng nó hành dữ lắm. Bác sĩ bảo bệnh không còn cách nào chữa. Bà héo hon, không ăn gì nổi, chỉ còn 45kg, nhưng vẫn ham sống. Bà tâm niệm mình còn sống ngày nào thì còn có ít ngày đó nên vẫn làm việc may vá kiếm tiền và thêu thêm tranh. Một đêm tôi nằm chiêm bao thì thấy mẹ lấp lánh hào quang trong giấc mơ. Khi tỉnh dậy tôi đi tìm tranh để thêu thì thấy hình Bồ Tát cưỡi rồng y hệt như trong mơ của mình. Thế là tôi mua về thêu ngày thêu đêm, có bữa đến 3 đến 4 giờ sáng người ta đi làm thì mới nghỉ dòng dã gần ba tháng khi gần xong bức tranh thì có người chỉ cho chỗ thầy lang kia lúc đó ngực vẫn sưng ghê lắm mà đắp thuốc ba lần thì nó bể và sẹp dần bức tranh theo ấy bà không đem bán mà để lên cao để thờ phụng vì tin rằng có cơ duyên với mình trong khuôn viên nhà bà chủ của chú chó ba chân còn có một bức tượng đá trắng tạc đức mẹ quan âm Bà kể, bức tượng ấy là do con rể thình về ở Vũng Tàu năm 2019. Điều kỳ lạ nhất là khi con rể bà thỉnh về, bức tượng có đầy đủ hai tay cầm nhành dương liễu và nước cam lộ. Người ta dán băng keo rất kỹ, đóng hộp cẩn thận, về đến nhà mới gỡ ra. Nhưng thật lạ, bàn tay và cành dương liễu của bức tượng thì bị gãy, cả nhà lục tung hộp mà không thấy đâu, không hiểu thất lạc nơi nào. Dù vậy, bà vẫn nâng niu bức tượng khuyết ấy và tin rằng đó là cơ duyên của gia đình mình. Bà tin rằng khởi sự từ việc cưu mang chú chó ba chân bị vứt bỏ. Chuyện bà kiên trì theo tranh, chuyện bức tượng bỗng dưng bị khuyết đi một bàn tay nhưng vẫn được bà gìn giữ. Những duyên lành đã khởi lên khiến cho bà qua được những kiếp nạn của cõi người. Hiện tại sức khỏe của bà rất ổn định, tinh thần phấn chấn hơn nhiều tôi chỉ mong có sức khỏe để chăm sóc cho cha chồng, nên đã gần một trăm tuổi. cha mẹ là trời biển, không tiền bạc nào bù đắp được. tôi tin là may mắn sẽ đến với người lành. tôi đã có may mắn về sức khỏe, nên không cần giàu có gì, cứ như vậy là được. trầm tư, bà nói thế. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm một nút đăng ký kênh ở phía dưới để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.